Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em là một con cưa xích xài pin thương hiệu của GOB. Máy này nó sẽ sử dụng là cái hệ pin 36V ha. Thì cái thương hiệu GOB màu xanh này nè, nó là một cái thương hiệu của Nhật và nó sản xuất cho thị trường của Úc nha. Cái này là mình mua máy sách từ Úc về nè. Cái mã của nó sẽ là RCS36P1. Máy này sử dụng pin là 36V, động cơ không trở than. Lốp led ở chiều dài lam xích là 356mm. Và cái tốc độ vòng quay của nó sẽ là 21m/giây. Ở bên đây thì người ta ghi là 6 gear nè. Thì con máy này nếu mà ở thị trường Úc đó là nó sẽ được bảo hành 6 năm nha anh em. Và bên trong thùng thì mình sẽ có là một cái bộ lam xích nè và một cái thân máy. Cái này thì người ta đóng gói cũng rất là kỹ nha. Bên đây thì chúng ta sẽ có là một cái bọc lam nè, và trên đây thì nó sẽ là lam xích của chúng ta nha. Anh em sẽ dỡ nó ra nè. Cũng có thương hiệu GOB nè. Bên đây nó ghi là 14 inch, tức là 356mm ha. Ở dưới đây sẽ có một cái chỉ dẫn nè để lắp cái lưỡi xích giống như hình là ok luôn nha. Đây thì nó sẽ là cái sợi xích của mình nè. Thì nó là cái hàng mà xài rồi đó, nhưng mà mình nhìn thấy nó cũng còn rất là mới luôn ha. Những cái găng rồi nè, nhìn cũng còn rất là sắc bén nha nè. Và ở đây thì nó sẽ là con máy của chúng ta. Trên đây nó có cái thương hiệu GOB nè. Và trên đây nó sẽ có cái chữ Rootless là động cơ không trở than luôn nha. Ở đây thì nó ghi 36V nè. Thì con máy này nó sử dụng cái hệ pin là 36V. Nó sử dụng chung pin với cái máy cắt cỏ và cái máy gửi xe 36V của mình đó. Những cái cảnh báo nè, thì anh em chú ý kỹ để mình sử dụng cho nó được an toàn hơn nha. Cò bóp nè. Và ở trên đây nó sẽ có một cái núm bảo vệ nha. Cái này khi mà mình sử dụng đó, mình bóp như nè thì nó sẽ không có ăn nha. Trừ khi nào mà anh em cầm cái này nè, mình gạt xuống thì mình bóp nó mới chạy nha nè. Cái này cũng rất là hay luôn ha. Và bên dưới đây chúng ta có một cái tem thông số nè, GOB nè. Cái mã của nó là RCS36V1, sử dụng pin 36V. Và cái tốc độ vòng quay của nó sẽ là 21m/giây. Cái lam xích của nó sẽ là 356mm luôn ha. Dưới đây người ta có ghi Australia và New Zealand nè ha. Còn bên dưới đây chúng ta sẽ có cái accessory của máy nè. Và cái máy này nó sản xuất vào năm 2020 ha nè. Chúng ta sẽ có chỗ để mình lắp pin ha. Ở nhà nếu anh em có sẵn những cái dụng cụ mà sử dụng pin 36V của thương hiệu GOB đó, thì anh em có thể mình lắp vô đây, mình xài thoải mái luôn nha. Ở đây thì mình có sẵn là hai cục pin, một cục là 5A và một cục là 6A. Anh em nhìn thấy là ở trên hai cái tem, một cái tem nó ghi là 36V và một cái tem nó ghi là 40V nè. Thì cái cục pin 36V này nó là cục pin hàng của Úc, còn cái cục pin mà 40V này nó là cái cục pin hàng của Mỹ ha. Nói chung hai cái cục pin này nó đều là như nhau hết em. Tại vì nếu mà 36V đó là người ta ghi là cái dung lượng chuẩn, cái cục pin mà nó ghi là 40V đó kiểu dạng như là maximum của nó là 40V ha. Thì hai cái nó đều là giống như hệt nhau luôn, chỉ có khác cái dung lượng là bên đây là 5A nè và bên đây là 6A, nó sẽ bự hơn chút xíu anh em. Thì bây giờ mình sẽ ghim hai cục pin này vào máy để mình test thử cho anh em xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ ghim cái cục 36V vô trước nha. Cái này thì ở trên máy nó ghi là 36V đó, thì chắc chắn cái cục pin 36V thì nó xài vô tư ha. Bây giờ mình sẽ bóp cò, mình test thử cho anh em nghe tiếng máy nha. Và tiếp theo mình sẽ gỡ cục pin này ra và mình lắp cái cục pin 40V vô hết em. Khi mà nó nghe cái cạch một cái là ok. Bây giờ thì mình sẽ bóp cò thử nha. Ở phía trên đây thì chúng ta sẽ có một cái miếng bảo vệ nè, cũng có chức năng là khi mà anh em không có sử dụng đó, mình sẽ gạt cái này nè, gạt qua đây nó sẽ khóa máy lại ha. Cái này thì mình bóp bảo vệ và mình bóp cò nó cũng không có được hết em. Cái này thì khi mà anh em muốn sử dụng đó thì mình cầm cái này nè, mình gạt lên một cái để khởi động được nha. Phía trên đây mình sẽ có một cái bình chứa nhớt nè. Cái này thì khi mà anh em sử dụng đó là anh em nhớ châm nhớt vô đây để mình xài nha. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có một cái núm nè. Cái này thì để mình dặn ra để mình lắp cái lam vô đó. Bây giờ thì mình sẽ gỡ nó ra luôn. Anh em cứ xây vòng vòng vậy nè. Đó, mình cứ xây nó ra. Sau đó thì mình sẽ lắp cái bộ lam vô đây ha. Tháo lắp đó thì anh em nhớ lưu ý, một là mình gỡ cục pin ra, hai là mình bẻ cái khóa an toàn này nè để cho cái máy nó sẽ không có hoạt động hết. Ở đây thì hình như là cái hướng nó như vậy nè. Anh em cứ xỏ nó vô. Thì mới nãy mình thấy nó cũng có hướng dẫn đó. Ở đây nè, thì cái cổng xích của mình làm theo cái hướng này là ok nha. Để mình xỏ ra cho anh em tham khảo luôn. Thì anh em nhìn thấy là cái lưỡi của mình nó sẽ quay vô nè. Rồi, và sau khi cố định xong đó thì anh em sẽ đóng cái nắp này lại nha. Cái này thì mình sẽ sử dụng là cái vòng tròn ngoài nè để mình tăng đơn nha anh em.
anh em nhìn thấy là cái xích của mình nó sẽ rút vô nè. Nếu mà nó dùng quá đó thì anh em có thể đẩy ngược lại để cho cái xích này nó sẽ căng ra ha. Khi mà anh em cố định ok hết thì mình sẽ xiết cái dòng này lại. Bây giờ thì mình sẽ bóp cò, mình test thử cho anh em tham khảo nha. Cái này mình sẽ mở khóa an toàn nè. Đó, mình sẽ bóp nha. Khi mà anh em sử dụng xong đó là anh em lưu ý mình bẻ cái này ra nè. Và mình sẽ lấy cái cục lam này để mình chụp lại nha. Cái này thì anh em cứ xỏ nó vô thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test thực tế xem coi nó hoạt động có ok không nha. Trước khi sử dụng thì mình sẽ châm nhớt vô cho con máy ha. Cái này thì anh em chỉ việc mình mở cái nắp ra nè. Đó, và mình sẽ đổ nhớt vô đây. Anh em có thể sử dụng là nhớt mới hoặc là nhớt xe máy cũ đó cũng được ha. Do mình xài ít đó, bởi vì mình châm cỡ lưng lưng chút xíu là ok nha anh em. Sau đó thì mình sẽ dặn nó lại nha. Đây thì mình sẽ sử dụng cái cục pin 6A của mình nè, cho nó mạnh nha. Đó, giật khóa an toàn. Nó bắn gan vậy là ok rồi ha. Thì ở đây mình tìm được một cái khúc gỗ nó cũng khá là bự luôn nè. Em nhìn thấy mà hai cái bàn tay của mình gập lại là nó không có hết ha. Khi mà anh em cưa đó thì mình nhớ cố định cái khúc cây cho nó chắc nha. Quá ngọt ha anh em. Thì anh em nhìn thấy là những cái khúc cây mình cắt nè, đó, rất là mượt luôn ha. Mặt phẳng thì nó cũng rất là liền lạc luôn nè, khá là xịn sò nha anh em. Cái này thì ở nhà mà anh em cưa củi hoặc là mình cưa mấy cái khúc cây mình làm thớt rồi đó thì cũng ngon ha. Đó, làm DIY đồ cũng đã ha. Bây giờ mình cắt cũng rất là nhiều, đo thử xem cái đường kính của cái cây này nó là bao nhiêu ha. Cái này thì cái hình thù của nó thì cái chỗ mà ngắn nhất đi, cái chỗ ngắn nhất của nó là 15 cm, còn cái chỗ mà dài nhất của nó là 21 cm ha. Cái này thì hình tròn nè, hình tròn thì nó tầm cỡ 15 cm nha anh em. Đó, cái này cũng vậy luôn, 17 mấy nè. Các em nhìn thấy đó, khi mình cắt xong đó là cái mùn cưa của nó là như vậy nè. Đó, rất là đã luôn ha. Thể tận dụng là kiểu như mấy cái đồ này nè, mình có thể mình sử dụng mình làm DIY đồ mình chơi. Còn cái những cái mùn cưa này nè, anh em có thể để mình bón cây đó, rất là tốt luôn ha. Cái này mới nãy mình cắt là ngay chỗ mà cái khúc đầu này nè, là khúc đầu nhỏ. Bây giờ mình chuyển qua mình cắt thử cái khúc đầu lớn và coi như thế nào nha. Cái bên kia hình như là cái khúc gốc đó, bây giờ nó bự hơn nha anh em. Thì anh em nhìn thấy mình cắt những cái khúc rất là bự luôn nè. Thì mình có thể mình đem vô mình sẽ hình vuông rồi hình tam giác đồ này nọ đó, rồi mình làm món đồ chơi để cho con mình chơi thì cũng rất là đã luôn ha. Mình sẽ gỡ cái cục pin này ra, mình xem coi cái nãy giờ mình cắt đó
là nó tốn cỡ bao nhiêu pin ha. Thì anh em nhìn thấy là tổng cộng cục pin của mình nó có 4 nấc nè. Hiện tại bây giờ mình còn tới 3 nấc nữa ha. Giờ anh em nhìn thấy mình cắt rất là nhiều luôn mà nó không có hao gì cho máy ha. Thì qua bài test mình thấy thật sự là con máy này nó rất là mạnh mẽ ha. Tại ở đây thì mình chỉ có những cái khúc cây nó cỡ ba lớn à mà nó cắt rất là ngọt luôn ha. Để thời gian sau nếu mà mình tìm được những cái khúc cây bự hơn đó thì mình sẽ đem ra để mình test tiếp cho anh em tham khảo chơi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mà mua sản phẩm này nè thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình ấn như nút đăng ký bên đây, gần nút cái chuông. Khi nào có video mới thì anh em mình cùng vô luôn ha. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Chúc anh em một ngày vẻ nha. Bye bye.